Chào bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn về thông báo nha. Thì lời đầu tiên mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và mình hứa là mình sẽ cố gắng có thật là nhiều video hay và có ích nha. Thì lời thứ hai nữa là mình muốn nói cho các bạn biết là mình đã có tài khoản trên Instagram rồi. Và cũng tên là Vân Nguyễn nữa nha. Thì các bạn hãy bật theo dõi mình nha. Và mình mong... qua Instagram thì mình có thể chia sẻ những các bạn về son nè, phấn nè, tất cả những đồ mà mỹ phẩm mà chúng mình thích, và chia sẻ những kinh nghiệm, nói chung là những cái gì mà chia sẻ với nhau được ấy. Thì mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn, yêu các bạn nhiều lắm.